Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ rút tiền ở trong cái sự kiện của Zalo nhận 100k free. Đây, mình sẽ làm xong các cái bước nhiệm vụ và bây giờ mình sẽ rút thưởng 20k. Và lập tức 20k nó sẽ được cộng trực tiếp vào cái tài khoản Zalo Pay của chúng ta. Và các bạn có thể dùng số tiền này để chúng ta mua thẻ cào hoặc là rút về cái thẻ ATM của chúng ta. Sau đó mình sẽ tiếp tục chơi này. Thì bây giờ chơi sẽ lên một cái mức level mới thì mình sẽ nhấn vào tiếp tục chơi. Rồi thì khi mà lên mức level mới thì chúng ta sẽ phải thanh toán hóa đơn, nhiệm vụ là thanh toán hóa đơn và mời bạn bè. Đó thì các bạn tiếp tục mời bạn bè và chúng ta thanh toán một cái hóa đơn, chúng ta dùng số tiền này chúng ta mua thẻ cào chẳng hạn thì nó sẽ tính là thanh toán hóa đơn thành công. Và như vậy thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm và nhận tiếp tục được 30.000 nữa. Đó thì mình đã nhận trước là 10.000 này, 20.000 này, 30.000, 30.000 là tổng cộng chúng ta sẽ được là 100.000. Và cái link chơi thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu bạn có gì thắc mắc hãy comment ở phía dưới mình sẽ trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Và đây là cái sự kiện thứ hai trên Zalo Pay. Thì đây là một cái sự kiện chúng ta cũng có thể nhận được tiền mặt và cái giá trị tiền mặt ở đây chúng ta có thể nhận được là 90k, tổng tất cả chúng ta sẽ nhận được là 90k trong cái event này. Đó, và ở đây các bạn cũng sưu tập vật phẩm giống như là cái sự kiện nó mâm ngũ quả. Thì đây các bạn sẽ sưu tập những cái vật phẩm này để chúng ta đổi quà và hàng ngày các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ ở đây để chúng ta nhận được cái vật phẩm cũng như là voucher. Thì đây mình đã đủ cái vật phẩm này thì mình sẽ nhấn vào đổi ngay này. Sau khi đổi xong thì nó sẽ tự động cộng 5.000 vào cái tài khoản Zalo Pay của mình nhá. Đó, mình đã được 5.000 cộng vào cái tài khoản Zalo Pay. Ok, và cái số tiền này thì các bạn có thể dùng để mua thẻ cào hoặc là rút về ATM được luôn nhá. Và nếu bạn nào cần mua vật phẩm, cần mua điện thoại, kính hoặc là những cái vật phẩm hiếm như điện thoại và kính này thì các bạn có thể inbox qua Zalo. Các bạn hãy inbox qua cái fanpage của mình, fanpage CCA Channel của mình, hãy like fanpage và inbox cho fanpage thì mình sẽ rep inbox cũng như là mua bán trao đổi với các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và cái link sự kiện thì mình luôn để dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.